vợ lớn tuổi của Quý Bình có hành động lạ, được cho là đã sinh con, lộ cả giới tính. Hành động của vợ Quý Bình càng khiến dân mạng cho rằng nữ CEO Ngọc Tuyền đã âm thầm sinh con nhưng chưa sẵn sàng công khai với khán giả. Cuối năm ngoài, Quý Bình được cho là ngầm thông báo việc bà xã đang mang bầu sau một năm kết hôn bằng một bức ảnh nắm tay vợ đứng trước biển. Dù chụp từ phía sau, nhưng thấy rõ sự thay đổi về vóc dáng của nữ CEO Ngọc Tuyền. Trước đó, vợ đại gia của Quý Bình đã có hai con riêng, đều có mối quan hệ tốt đẹp với nam diễn viên. Tuy nhiên, cặp đôi chưa lần nào xác nhận việc gia đình sắp có thêm thành viên mới. Gần đây, nhiều tin đồn cho rằng vợ Quý Bình đã âm thầm sinh con, quý tự với chồng. Mới đây, nữ CEO Ngọc Tuyền gây chú ý khi đăng tải một bức ảnh trên trang cá nhân. Vô tình để lộ chi tiết khiến dân mạng cho rằng cô đã sinh con. Cụ thể, vợ Quý Bình khoe thành quả đan len, những góc trái bức ảnh được cho là hồ sơ khám ở một khoa sản tại Bệnh viện Quốc tế. Dưới phần bình luận, một số đồng nghiệp, người quen của hai vợ chồng vào chúc mừng nữ CEO, mẹ tròn con vuông, bày tỏ sự nôn nóng, mong sớm được gặp em bé, thậm chí còn có người nhắn nhủ, chúc sếp bầu sinh giỏi. Bé giỏi ngoan, mạnh khỏe, đẹp trai hơn bà Bình. Trước đó không lâu, vợ Quý Bình cũng cho biết mình muốn sinh con với ông xã dù tuổi đã ngấp nghè U50. Chia sẻ mới nhất của nữ CEO Ngọc Tuyền với tập hồ sơ khám sản kết hợp với bức ảnh Quý Bình từng khiến dân mạng tin rằng chuyện vợ chồng nam diễn viên có bầu không phải là tin đồn. Chỉ sau vài phút xuất hiện, những bức ảnh bình luận vợ Quý Bình đã sinh con bỗng bốc hơi khỏi bài viết của cô, đồng thời Ngọc Tuyền cũng đăng lại bức ảnh khác để cắt bớt góc để tập hồ sơ sinh sản. Điều này càng làm khán giả cho rằng gia đình nam diễn viên đã âm thầm đón thành viên mới nhưng chưa sẵn sàng công bố thông tin với khán giả. Ngoài ra, một nguồn tin cho biết thời gian gần đây Quý Bình khá bận rộn vì thường xuyên ở cạnh chăm sóc vợ. Nguồn tin này cũng tiết lộ việc Ngọc Tuyền được chồng lo lắng quan tâm hết mực lúc mang bầu. Mặc dù đã kết hôn với nữ doanh nhân có hai con riêng lớn hơn mình 7 tuổi, nhưng Quý Bình luôn bảo vệ vợ. Trước những lời bình luận ác ý, anh rất tự hào về Ngọc Tuyền, khen bà xã là người tinh tế, chu đáo, cho mình sự yên tâm. Quý Bình từng tâm sự về vợ. Sự mạnh mẽ của cô ấy chẳng qua là điều kiện cần thiết cho công việc về những giao tiếp ngoài xã hội. Thực tế, vợ tôi là người phụ nữ, rất nhẹ nhàng và tinh tế. Ngoài ra, cạnh vợ lâu, tôi chẳng hiểu rằng người càng kiên cường, càng sống tình cảm. Mọi người cứ nghĩ chắc bà xã ăn hiếp tôi nhiều lắm, nhưng thực ra hoàn toàn ngược lại. Đôi khi tôi nghĩ rằng một người làm nghệ thuật như mình lại khó khăn hơn cả bà xã. Việc xuất thân từ việc người lính đã khiến tôi trở nên quá kiên định trước mọi việc làm cô ấy cảm thấy ngột ngạt, e dè khi đi bên cạnh. Trong ngày cưới của mình, tôi cũng đã hứa với vợ sẽ thay đổi sự khó tính của mình. Và đến giờ vẫn đang cố gắng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.